công và đức. Bởi vì màn này là hạ quân là thi công đức, hạ quân là chính lúc chọn lừa, lành còn giữ nên chừa, thiện tồn ác đức thiên cơ định rồi. Yeah. Sau đây đổi đất thay trời, kẻ còn sống sót trên đời hiếm hoi. Nếu đường chánh đạo không soi, khó mong tồn tại để coi lập đời. Chúng sanh được thai hồn đổi xác, tùy thiện căn mà làm hạt làm tiêu. Quay tường tàu nói chuyện ta coi nhiều. Trịnh Hâm ngủ rồi, Trịnh Hâm là kẻ bất tình. Sợ rồi, bây giờ sợ rồi. Ta cũng nói rồi mà. Tao mới cho tiền, tao cho tiền nội đi mà chở mắng tao cho mấy trăm ngàn. Tao cho tiền, tao cho tiền ham, tao đi làm được kiện giúp mình. Ừ. Cho nó thêm 200 nữa. Tệ đây. Bên này coi kiếm như này nó lên cô tám thì cô tám cho gì đó, cô tám. Ừ. Để mình mướn ta đi. Bên này là do nhân viên rồi mình đem tiền lên rồi làm cho cô Tám làm từ thiện, rồi sẵn chia sẻ giáo lý cho bà con. Ừ, giáo lý nghe trong ngoài bộ. Tại vì thầy nói là phước nhiều tiên cảnh lên dài, tội nhiều xa đỏ nhìn này thảm thê. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng muộn khó mời tính toan. Ngày nay sắp đến Phật đàn, cu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắt nẻo dạy khôn luân hồi, thấy đời khó nổi yên ngồi. Tim lời thầy nhắc một hồi thấp cao, nữ nam muốn võ hâm hao, dáng cao đức hạnh thì ngày sau sẽ tường. Yeah. Trên đời này thì mình nói chung là cái nhân viên mình sanh ở đây thì mình phải là lập công bồi đức ha ta. Lập công bồi đức, bởi vì màn này là hạ quân là thi công đức, hạ quân là chính lúc chọn lừa, lành còn giữ nên chừa, thiện tồn ác đức thiên cơ định rồi. Yeah. Sau đây đổi đất thay trời, kẻ còn sống sót trên đời hiếm hoi. Nếu đường chánh đạo không soi, khó mong tồn tại để coi lập đời. Chúng sanh được thai hồn đổi xác, tùy thiện căn mà làm hạt làm tiêu. Đúng rồi. Muốn lên tiên phải được cảnh tiên nấp thang vinh hạnh thầy duyên cho mình. Từ đây đến mũi thanh bình muôn người niệm Phật, quả mình biết bao trồng cây mà chẳng dấp vào, để cho gió lại sạc cào gốc lai. Lòng người chẳng ớt mà cay, được bị câu tài khắc đổi thay khung lường. Một mai đến số vô thường, công kia với tội có lường kịp chăng. Dạ. Ừ. Tại vì con cũng nghe giáo lý của thầy có nói một đoạn đó. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn. Yeah. Đặng ban thưởng. Thưởng Phật tiên giới thánh. Phật tiên thánh là ai? Là mình. Yeah. Cư chẳng bắt nhiễm là người thánh. Lãnh tục đừng mơi chứng một hèn là Phật là mình. Yeah. Làm yeah. gian ác là quỷ là ma. Làm chơn chánh là Phật là tiên. Tương là Phật là tiên, chứ không ai vô đây hưởng. Dạ. Yeah. Đúng rồi, tại vì câu 2 mới thánh với phàm chỉ một bản lai. Ừ. Khác nhau kẻ tỉnh người sai. Ừ. Có nghĩa là để vậy là phàm chứ lật lại là tiên Phật. Ừ, chứ không có phải là mà phàm đâu, tại vì mình tỉnh với sai một giác dương mời hai nẻo. Hai nẻo. Nếu mà mình giác là mình tiên thanh, còn mời là rồi phàm. Dạ. Tại câu 2 cũng có nói một đoạn đó, giống như là tiên quá bước hòa nguyên phàm tục. Ừ. Thánh lộn đường giây phút phàm phu. Ừ. Tu hay là chẳng có tu, bề ngoài không kể, chỉ tu trong lòng. Rồi thầy mới nói là dọn bề trong mới gọi đẹp sinh. Chớ mang lớp bề ngoài chẳng tốt, dạy chẳng đặng mà lòng như lửa đốt, khắp dương gian chưa đặng ba thành. Dạ, bởi vì giống như nãy mà cô Tám nói cái đó là giống như cái cờ của Tư Thánh, ông nói 10 phần hết 7 còn 3 hết á. Hết 2 còn 1 mới ra thái bình. Dạ. Tại vì còn ở trong đời thượng ôn á, 10 phần hết 9 thằng tan, 1 thằng còn lại toàn vàng dưới châu. Là những người tốt không anh ơi? Còn tốt không? Bởi vì mà ngày nè mới chọn đóng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn. Cái giáo truyền đại đạo đụng ngôi thân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư ban. Chứ đâu có phải mà tầm thường hiền còn giữ mắt chớ phiền Phật tiên.
thấy đời thấy chồng thấy ai cũng ước mà đời sao không thấy tức cho rồi, nay khổ lao khó đứng khôn ngồi. Lúc đôi cơm buồn lòng nghe ngắn, làm ác đức nhiều điều quanh quẩn, vừa gà cầu bẩn có sai, thấy người hiền mới đắng nước tay, sao mới biết thằng ai đau khổ. Giả quê dốt phiên người tỉnh ngộ, giả bán buôn thức giác người đời. Giống như cái cờ giả bán mắm lần hả ta? Bán mắm, y giang đó cưng, y giang bán giả bán mắm. Giả quê giả bán mắm, bán trầu bán cao rồi đó. Chợ này thiên hạ bụng bời, kẻ lại nhúng trời chơi mắm chẳng ngon. Bạn hàng tiếng nói quá giòn, giá này không bán còn trời việc đi. Đi thời kẻ nếu người chị ở đây không bán gì thì đi đâu. Dứt lời lại câu mong mắng con đĩ chó, kéo thầu làm khôn muốn làm cho có người đồ miếng mắt sát hầu cho chúng chỉnh ghê. Chữ tu không phải lời thời mà không nhớ đến giữa trời thiên ban. Tới chợ đình mà đức thầy còn thử. Yeah. Còn chơi dạm nao lại đã đến rồi quầy thiền lại bằng ngay chợ đình hát hai câu hát tươi tình. Cậu xem dân chúng chợ đình làm sao, sáng ngày chợ nhóm lâu sao giả bằng áo màu ai cũng dòm xem. Mấy thằng trai trẻ thấy thèm đứng xa quanh quẩn nói dèm với nhau, đứa này nói để cho tao, đứa kia xạo thử áo màu quá ngon. Nữa tao mua đồ, tám mua đồ rồi bữa lên ấy rồi cho tao nửa cân. Dạ. Tiền không có để càng anh ở trong nhà của người ta là phải trơn quần về cho người ta. Cái này là cầu cho ông thánh chê an, sau đây cầu thật thế gian lưu truyền, dương gian làm phước mà cứu hàng chúng sanh, thấy không? Dạ. Yeah, đức vậy. Yeah. Về màn này tôi nói với bản nãy tôi nói trong cái trẻ con ấy tôi nói đây nè, cái này là cái đức. Yeah. Cái này là phải làm phước làm cứu hàng chúng sanh. Hạ quân là thi công đức, hạ quân là chính lúc chọn lừa. Chứ mấy ở ngoài dù cho ở ngoài tu đi cũng lại tối ngày không làm hướng người ta là cũng như lục bình chơi xong đi. Dạ, tại vì lành còn giữ nên chừa, thiện tồn ác đức thiên cơ định rồi. Tại vì cậu hai ông nói nếu không dưỡng phước khó ngồi thế gian. Nếu không dưỡng phước khó ngồi thế gian. Tại vì ông nói là cuộc giặt áo chưa chắc vợ chồng ngủ mơ thức dậy cách lìa thân hai là cắt lòng ha. Cách lòng thân hai đó, màn này là màn này y gian đó. Dạ. Nếu không dưỡng phước mà khó ngồi thế gian. Con cũng nghe ông sư dạy tình người mà lòng dạ quần yêu đó, thiên đình xây xứ sử tiêu quỷ trà minh dương không tiếng hỡi hơi lo mưu định kế cứu dài hạ quân. Liền qua tay dứt linh sơn cầu Phật giấy cứu khỏi chàng hạ quân. Hạ quân ngay đã hết đời rồi, không ba biến chuyển mới đổi giờ gia can. Còn thay đổi rõ ràng đổi gì hiện tiền đó. Rồi cái này là ở trong đó là nó nói đi luôn giáp vô á là từ khớp là đời thượng quân đó. Dúc từ ông Thanh Thủy rồi tới Tứ Thánh rồi tới giảng của Phật thầy Tây An đủ hết trơn đời thượng quân. Rồi bắt đầu nó giáp qua là thương đời bằng ruộng không trâu đó, lúa thời thôi thắt ở đâu đang dời đó. Thương đời không có cối chài lúa thì lột vỏ gạo thì nấu ăn. Thương đời Phật dạy đâu đâu người nào có đất không sâu không cò. Thương đời tới hiểm mua sâu hoặc cho củi quế gạo trâu cháy giường. Thương đời không có cối chài lúa thì lột vỏ gạo thì nấu ăn. Thương đời làm Phật làm đây Phật đài giọt gạo chạy thay không sàng. Thương đời tới hiểm mua sâu hoặc cho củi quế gạo trâu cháy giường. Các nước sau này nè không có đôi dép mà mang đi vừa không. Thương đời lòng thật lòng đen Phật đại vợ gạo chạy tay không sàng. Tôi nói mày màn này mà cho các nước ngoài sẽ thấy bây giờ nó dung mình hết trơn rồi. Con thấy bây giờ cái nỗi khổ của nước ngoài là đang kinh tế bị chiến tranh rồi. Chiến tranh thì bị vậy ra là bởi vì ông Thanh Thủy ông nói á là bán ra bại sản cởi từ đây. Nga với Mỹ nó đẻ ra hai loại này. Tháng 7 dân chúng chết lặng, tháng 10 các nước hình hình kéo vô. Từng ấy bá gia đổ xô tu hành thì bạc cũng đành làm ngơ. Đào lư công chúa nó vô nó bỏ mình tới luôn nè ta. Đã khổ tới đã là khổ mà khổ đã đi đến như tên dán lo tu niệm tìm nền vinh quang. Vinh này của Đức Phật Bà của ông Phật Tổ ban mà cho dân. Tại vì thầy mới phiền mình là mau kiếp chuyện cặn đó. Chúng thằng còn có lật thăng là hỏi này. Còn có hỏi này nữa là xong hết không? Chuyện này nữa là rồi đó.
tới trước ngày là không ngàn thu mới mới có lập đời lại nó bởi không vì, có bởi vì thầy mới là thu nhất định có một kỳ hạ quân sắc lệnh khai kỳ long qua mới long qua hội ăn cần lo lập lập cho rồi tam thập lục nhân 36 vị tướng không phò vua. Tại vì thầy cũng có nói đó, thầy nói chơi mồng yên thử ẩm ẩm hà 10.000 năm lẻ cửa nhà đôi con ta nhắc lại déo vô cho trẻ cái đau lưng đừng vẽ đừng chia cả kêu lớn nhỏ hoài về trên hoài dưới thận chớ lìa chớ phăng mấy long qua hội ăn cần lo lập lập cho rồi tam thập lực nhân đôi âm giật khởi tiếng đờn thách trơn giấy lộn là cơn hiểm nghèo nơi phía trước treo leo tiếng khóc đứng sau lưng hình dốc dãy chân nước kia lửa nọ tung bừng thẳng cho thế nào đưa lẫy lần mạng tay vì tại không ai tu niệm mà khổ. Nha mình tu thì mình khỏe ha ta khỏe mình biết đạo mình tu mình sẽ thảnh thơi bị giờ màn này là theo theo giáo lý thi văn là theo các vị là mình khỏe. Còn mình tu mà mình nói mình tu mình mà không tu tôn trọng giảng kinh là mình màn này là không không đúng. Đây thầy nói giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngày dài gặp gặp ta, ta là gặp thầy. Rồi đức thầy có nói kệ kinh tụng niệm đêm thanh ấy là trong ngọc để dành ngày sau từ dài hay ốm yêu hay đau dáng tu đem được thật vào trong tâm mà cơ thâm thì quả nghiệp thâm nào trong sách sử có lầm ở đâu người khôn nghe nói càng giàu người ngu nghe nói ngửa đầu cười gieo rồi sao sẽ thấy hầm beo khắp trong bá tánh hiểm nghèo đáng thương điên này dân lệnh minh dương với lệnh thật đường sai xuống cứu dân kẻ xa thì mến đức ăn làm cho người gần ganh ghét thiên thi nam mô mô phật từ bi miệng thì niệm phật lòng thì tà gian khắp trong bá tánh chặn hoàng cùng hết sớm làng đều bị người điên điên này điên của thằng tiên ở trên non núi xuống miền lục châu đời còn chẳng bao lâu dáng lo tu niệm mong chào thật tiên thế gian ít kẻ làm hiền nhiều người tàn bạo làm hiền quá không thế gian chuyện có nói không đến hỏi mê dòng thân chẳng toàn thay việc đời nói giết thêm ngay nếu muốn làm thầy phải khổ phải lao việc đời phải có trước sau điên khùng thợ dại mà cao tu hành đời nay kính trọng người cao đời sau kính trọng người cao tu hành bây giờ là kính trọng là cô tám là cao tu hành nè dạ cô tuyên bố tương thẳng cô là cái người định quốc là cái người lấy lực tiêu hà đó sự chẳng gớm tay đó là cái thằng khác của cô là định tồn có cung hưởng luôn dạ định quách luôn thật thương ai thật định thằng đó tay cận thật từ gần đi xa hội này thầy dạo dạy các thằng tu viên chừng nào tối đất sáng trời thật gia chừng nào lập hội thật tiên gia đời phải tưởng nên có thánh có thần có trời có thật mới lần lần có văn có vua có tướng có hàng bá quan có thượng thẩm hạ thẩm mới an cõi chung tận thế dọc ngang thiên điện thì màn này cưng sâu duyên thật thì cưng tu được và dám tu đừng bỏ cuộc nữ nam ơi tu một đời dễ khổ cả muôn đời đã chịu khổ rồi đừng chịu nữa mau tìm chốn an vui chịu thật ở cho tìm chi kiếp khổ trần gian nếu kiếp này bến giác dẫm thời sang thì kiếp tế mang nhiều nghiệp báo nay dù có gặp muôn ngàn khảo đảo núi đo bao đục có ngày thông đạo khổ mấy khổ con tu sẽ đắc giống thanh tử nếu không đem gieo giác mầm thế gian không mọc được đâu đường giảng sanh cực lạc một dòng cầu kiếp thống khổ bao lâu rồi cũng khỏi trên đường đạo tu hành cứng cỏi chinh phục đời theo dõi lòng tin chữ Di Đà luôn chấm tâm mình như tam tạng để tỉnh kinh thờ trước. Dạ tại vì mình có duyên với Phật mình mới tu được đâu cưng mới gặp cái giáo lý thi văn chứ ví dụ cô nói mà cưng không nghe cô buồn công việc cô sẵn trời hết trơn sẵn trời á chị gì cái trái nó đã mùi rồi đang chín rồi đang là bẻ vô ăn đó chúng sanh như quả trái mùi đã chín hả mà còn bị là nạn là giống như là chim rồi thêm cái dê chuột rồi tùm lum chân ha mà hồi đó tới giờ là mấy cưng á đâu có khổ dĩ nhiên đâu có cô tám nó là một dạng kiếp rồi bây giờ đảo lại đây là cho mấy cưng hưởng mà tám chịu da chịu nặng là mấy dạng năm rồi mới đảo lời đây mới định quắc người ta mới tin dữ chứ đương tao ai đâu tin dữ à đâu có ai mà linh nghiệm dữ à có chỉ có thật mới linh thôi bị gì tại đức thì do cái thời thiền to đi giờ trời tại mùi bé ăn ngon vợ vàng bé còn ngon chua lè cái đó là ông thanh thủy ông cái gì là ông thanh thủy là mày nghe ông thanh thủy là mày mê liền đó dạ tại vì tại ông thanh thủy là tao phục nhiều dữ lắm tại cậu hai ông nói nhiều cái hay lắm ta thuộc thanh chỉ nhiều lắm đây tôi nói là thanh chỉ là nhiều giống như cậu hai nói là
thì buổi hạ gì thời hạ ngoan là đời hạ xá rồi đó, tự nhiên quên hạ ngoan tiên Phật xả tội, hạ ngoan mặn này là ăn xá đó. Dạ. Hạ ngoan là mặn này là xá tội cho mày, mặn này là mình tu dễ ha. Ừ. Chưa tu mười mới là đắc đạo, nay một tu được đáo tây phương hạ ngoan tiên Phật xả tội thanh sĩ không nói đó. Mặn này là cưng câu một phần đắc đạo đó. Ở dù cho giảng kinh không thuộc một câu mà lòng từ bi mà mình có là ngồi tọa sen đó. Dạ. Cũng đừng sợ mà ai từ tám nó cũng hưởng nè. Bởi vì con có... tám là gốc của mấy ổng đảo lại là định tuồng định quốc. Con cũng có nghe trong sư giải gì đó ông nói đó, ông nói hạ quan tại gia niệm Phật sớm chưa. Ừ. Cũng là được Phật đến đưa ước về. Ừ. Thì ông thanh sĩ đó. Dạ. Chắc thú rồi, tại vì tám nghe là có thể là để ông thanh sĩ cả chục bể luôn mà để ông hát thần sáng tới chiều, hát có thể mười mấy tiếng hồn mà chiều chưa hết, tới mà, 9 giờ tối mới hết. Mà trong khi thầy nói là phải quy căn cùng nhau hơi hẹp, dán mau trơn cho kịp đạo màu, sớm với chiều gắn ký nguyện cầu thì sẽ được tòa chương giữa kế. Dạ. Ừ. Còn câu 2 thì nói ngày nay một xá một quỳ. Ừ. Nữa sao được ngự liên trì muôn thu y gian đó. Dạ. Y gian không nghĩa là liên qua đó. Ừ. Nghĩa là... ông nói nó tu cho đúng mà hành cho y đạo thông được Phật đức quy được ngự tích ca chưa sát hàm mà nhờ tăng hướng thiện sen vàng được lên tích sát tích ca cũng sát hàm thì từ viêm cổ của ai có phe cái khi nào mà ông Phật mà chết là vì số mạng đã hết mới bỏ xác ra đi đó. Bỏ xác đặng đi được kiếm người khác nữa, đặng mượn xác nữa đó. Từ kim cổ tới nay không có nghe khi nào mà Phật mà để chết chừng, thì số mạng đã dạ, hết. Tại vì Phật có nói là chừng nào con niết bàn nhập nhập tịch, nhập mà không mất tích đó con. Ừ. Có nghĩa là nhập nhưng mà không mất tích, có nghĩa là chết nhưng không có mắc cái vậy chứ. Vậy chứ ông thanh sĩ ông mới nói vậy nè, ông nói mày cái khúc á là chưa tu khi chết thì rồi có. Dạ. Tu mà chưa chết mà hồn ngồi tòa sen đó. Dạ. Ừ. Thì thầy cũng nói thầy nói thăng ti còn tục tâm liền mới mê chí con gieo giống bồ đề kiếm người lương thiện dắt dời tây phan giải tiêu những kẻ ngủ ngang. Một chờ cô Tám nói chuyện với cổ luôn. Ai nữa hả? Thật. Lô. Nè, cho cô đang quay cô Tám thôi, thẳng cô nói chuyện cô Tám luôn nè. À. Dạng mừ, đây là dạng mừ, giờ quá kiếm dạng mừ. Trời ơi, mình tới mình rồi mà có mặt mình mà có lời tiếc, lời ngọc tiếc. Rồi, đây, chào cô bán thuốc tây phải không? Đây, cô Táo đây. Ờ, có gì không? Con chào cô. Ờ. Có gì không? Ờ. Thì muốn đi giờ nào đi? Có nhân viên mà. Có duyên có căn rồi xuống đi giờ nào đi? Bây giờ nước Mỹ ra cũng đè lẻ về con đi vô đây ta giếng nè. Để đi cô sẽ để thí nó đi con kéo ra. Sao không? Ờ đi giờ đi đi đi. Thì sau duyên phạt kiếp này tu được thì gặp tôi nè. Nhớ tôi đừng bỏ cuộc nữa Nam ơi, tu một đời dễ khổ tả luôn rồi. Coi chỉnh. Đã chịu khổ rồi đừng chịu nữa, mau tìm chú anh vui chư Phật ở cho tìm đi kiếp khổ trần gian. Nếu kiếp này bến giác chẳng thời sang thì kiếp tới mang nhiều nghiệp báo. Nay dù có gặp muôn ngàn thảo đảo núi cho bao đục có ngày không, thảo khổ mấy phố không con sẽ đắp. Giống sanh tử nếu không đem gieo giấc mầm thế gian không học được đâu, đường giảng thanh cực lạc một dòng cầu kiếp thống khổ bao lâu rồi cũng khởi. Trên đường đạo tu hành cứng khỏi chinh phục đời theo dõi lòng tin. Chữ Di Đà luôn chấn ở trong mình như tan tạng thỉnh tinh thở trước.
có duyên lắm mới gặp cái người thượng cổ. Bị vậy là già phải nhẫn nhịn chờ người cổ tích thật với trời thâm định cho ta. Thời này nhiều quỷ cùng ma trời mở cửa quỷ dương xuống đó. Là người hiền khó kiếm trên đời, lập thân danh trần trải nơi nơi chờ thời đại mới là khôn khéo. Đây là người hiền. Người dốt không biết chữ. Quy căn lại. Phải. Rồi. Thưa chư quý vị, hôm nay là mình lên gặp câu 8 đang gửi những cái tiền của Mạnh Thường Quân cho cô 8 đang làm những cái công chuyện thiện nguyện như là mắm hoặc là cho mì gì đó cho bà con. Bây giờ người ta hỏi xin mì. Bây giờ là mình cầm trong tay là 3 triệu gửi của một bạn là Lê Thị Ngọc Tuyết 1 triệu nè. Trương Tấn Kiệt. Trương Tấn Kiệt là 1 triệu nè, mà như comment là cho cái phần xác cô 8 là 500 bánh nước gì đó, còn như thì làm từ thiện. Này là 1 triệu của cô Nguyễn Thị Thanh Lệ. Thanh Lệ gì đó nè, 1 triệu làm phước nữa. Rồi đây là nè, còn 500 là của cô Nguyễn Thị Hoa, 500.000. Tổng cộng là 3 triệu gửi nghe chưa quý vị? Rồi mình giao tặng mà cho cô 8 rồi mình hết trách nhiệm.